dạng số 7 của cô như sau. Đó là người ta yêu cầu chúng ta sẽ tìm cặp giá trị của x, y nguyên thỏa mãn đẳng thức trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B bằng m, với m của cô lớn hơn hoặc bằng 0. Hoặc là cái dạng 7 này người ta cũng có thể yêu cầu là nếu không tìm cặp x, y thì người ta cũng có thể yêu cầu chúng ta tìm x hoặc là tìm y ở trong mỗi bài khác nhau. Được chưa? Vậy thì đối với cái dạng mà có dạng toán mà có dạng là trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B bằng m, với m của cô lớn hơn hoặc bằng 0 như thế này ấy, thì cô sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là nếu m của cô mà bằng 0 thì ta sẽ có là trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B bằng 0. Đó, thì cái trường hợp này cô đã đi giải cho các em xong ở trong cái phần dạng 4 đúng không nào? Đó, thì khi đó thì trị tuyệt đối của A bằng 0 và trị tuyệt đối của B bằng 0, và từ đó thì chúng ta sẽ suy ra là A sẽ bằng 0 và B bằng 0. Đồng thời cả hai cái này xảy ra nhá. Đây là dấu và. Đó. Đây là khi và chỉ khi, được chưa? Đó, còn nếu trường hợp số 2, đó là m của cô mà lớn hơn 0. Đó, m mà lớn hơn 0 ví dụ bằng 2, bằng 5, bằng 7 hay bằng bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì cái dạng này là một dạng nâng cao. Thì khi đó cô sẽ lập bảng xét dấu, sau đó ta sẽ giải theo từng trường hợp. Đó, tức là ta sẽ lập bảng xét dấu từng cái phần đó là A bằng 0, B bằng 0. Sau đó thì cô sẽ xem trên từng khoảng nào thì nó âm, khoảng nào dương. Thì nhưng mà để mà lập được bảng xét dấu thì các em sẽ lại nhớ lại cho cô cái kiến thức này nhá. Đó là trị tuyệt đối của A sẽ bằng A khi nào nhỉ? Khi A lớn hơn bằng 0. Và sẽ bằng trừ A khi A nhỏ hơn 0. Nhớ cho cô cái chú ý này đặc biệt quan trọng để áp dụng vào làm các bài tập ở dạng số 7 này nhé. Đó, đây là cái phương pháp làm cũng như là cô đã giới thiệu qua cái dạng số 7. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập cụ thể như sau. À, bây giờ là bài tập số 15 này. Tìm x viết trị tuyệt đối của x trừ 2 cộng trị tuyệt đối của x cộng 4 bằng 8. Đó, thì bài này chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Thì đối với bài này cô sẽ đi làm sao nhỉ? Cô sẽ đi trình bày theo cách đó là lập bảng xét dấu nhé. Tức là cô sẽ đi lập bảng xét dấu để cô phá các cái trị tuyệt đối này. Được chưa? Rồi, đầu tiên này là giải này. Bây giờ cô sẽ trình bày cái bài 15 này theo các bước và cô sẽ ghi các bước rõ ràng để các em sẽ làm sao nhỉ? Cô sẽ ghi đầy đủ các bước cũng như là các cái trường hợp để các bài tương tự các em sẽ làm được nhé. Đầu tiên là bước 1 này. Bước 1 thì cô sẽ đi làm sao? Lập bảng xét dấu này. Đó. Và trong cái bước lập bảng xét dấu này thì các em sẽ phải làm cho cô các việc như sau. Đó là các em sẽ giải cho tìm x của cô trong cái đó là gì? Giải cho cô cái sau này. Đó là x trừ 2 bằng 0. Tức là giải cho cô các cái biểu thức ở trong dấu trị tuyệt đối bằng 0. Hay nói cách khác là cho các cái biểu thức ở trong dấu trị tuyệt đối bằng 0. Sau đó tìm các giá trị của x. Được chưa? X cộng 4 bằng 0. Đó. X trừ 2 mà bằng 0 thì ở đây cô sẽ suy ra x sẽ bằng 2. Ở đây x cộng 4 bằng 0 thì cô sẽ suy ra x ở đây sẽ bằng âm 4 này. Đó. Rồi, sau khi mà cô đã đi tìm ra được x bằng 2 và x bằng âm 4 rồi thì bây giờ cô sẽ có bảng xét dấu như sau. Ta có bảng xét dấu này. Đầu tiên này, cột đầu tiên. Ở đây các em thấy khi chúng ta giải ra, giải các biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối bằng 0 ra thì chúng ta thu được là x bằng 2 và x bằng âm 4 đúng không? Thì khi mà viết ở trên cái bảng xét dấu này thì chúng ta sẽ phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn các giá trị của x. Ở đây là âm 4 nhỏ hơn 2 thì ở đây cô sẽ ghi được bằng âm 4 này. Ở đây là bằng 2. Ở bên phải của số 2
là các cái giá trị của x sao cho mà x lớn hơn 2 đúng không? Còn ở đây bên trái của âm 4 là các giá trị của x sao cho là gì nhỉ? X nhỏ hơn âm 4, được chưa nào? Rồi, thì bây giờ ở đây cô sẽ có là x trừ 2 này. Ở trên này là bao nhiêu x này? Dưới này sẽ là bao nhiêu? X cộng 4. Đó. Rồi, tiếp theo thì với x bằng âm 4, x mà bằng âm 4 thì nó làm cho x cộng 4 bằng 0, đúng không nào? Thì ở đây cô sẽ có là gì? Gạch một dấu gạch thẳng, sau đó nối xuống ở đây ghi số 0. Vì sao? X cộng 4, khi mà x bằng âm 4 thì x cộng 4 sẽ bằng 0. Tiếp theo, khi mà x mà bằng 2 thì x trừ 2 của cô sẽ bằng 0. Tức là cô sẽ viết số 0 ở đây. Ở đây cô sẽ gạch thẳng xuống. Được chưa? Và bây giờ sẽ nhớ cho cô một cái câu thần chú như sau. Đó là phải cùng trái khác. Đó. Phải cùng trái khác là như thế nào? Tức là bây giờ các em thấy này. Chúng ta sẽ đi xét cái dấu của x nhá. Dấu của x ở trên này là dấu gì nhỉ? Dấu dương đúng không? Dấu của x ở dưới này cũng là dấu dương. Vậy thì phải cùng trái khác là như thế nào? Thì các em sẽ thấy đây là số 0 này. Ở trong cái dòng này thì chúng ta sẽ có là gì? Phải cùng trái khác, tức là bên phải của số 0 sẽ cùng dấu với x. Phải cùng trái khác, còn bên trái của số 0 sẽ như thế nào? Khác cái dấu của x, đúng không? Thì các em thấy này, bên phải của số 0 cùng dấu với giá trị của x, dấu với x này thì sẽ là dấu cộng. Còn bên trái của số 0 thì đây sẽ là dấu trừ, và đây sẽ là dấu trừ. Vì đây khác dấu với dấu của x, được chưa? Tương tự như thế, chúng ta cũng sẽ lấy số 0 làm trung tâm, đúng không? Phải cùng trái khác, phải thì cùng với. Nhớ là số 0 này thì chúng ta sẽ dấu của bên này thì chúng ta sẽ so với ở đây nhá. X ở trên này, còn ở dưới này thì chúng ta lại so với dấu của x ở dưới này, được chưa? Phải cùng này. Đó, phải cùng. Trái như thế nào? Khác. Đó, sau khi lập bảng xét dấu này rồi thì chúng ta sẽ đi sang cái bước số 2. Bước 2 này. Bước 2 đó là cô sẽ từ cái bảng xét dấu này, cô sẽ có các trường hợp. Từ bảng xét dấu. Ta suy ra các trường hợp. Đó. Trường hợp nào? Thì ở bài này chúng ta nhìn vào đây chúng ta có biết là sẽ có bao nhiêu trường hợp hay không? Câu trả lời là có. Vì sao? Đây, bây giờ các em sẽ có trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp x sẽ nhỏ hơn âm 4. Trường hợp thứ hai đó là âm 4 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 2. Và trường hợp thứ ba đó là x lớn hơn bằng 2. Đó. Và ở đây trường hợp ở trong khi lập bảng xét dấu này, khi phân các trường hợp thì rất nhiều bạn sẽ bỏ qua cái điều sau đây. Đó là các bạn sẽ bỏ qua các cái giá trị âm 4 hoặc là giá trị 2. Đó là các bạn sẽ chia các trường hợp đó là x nhỏ hơn âm 4 này, âm 4 nhỏ hơn x nhỏ hơn 2. Đó, tức là bạn ấy bỏ qua cái giá trị âm 4 rồi đúng không? Thì câu trả lời là gì? Sai nhá. Chúng ta sẽ phải xét cho cô cả các cái giá trị là âm 4 và 2. Đó. Tức là nếu mà khi mà cái âm 4 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 2 tức là cô không lấy tại 2 đúng không? Trong cái trường hợp 2 đó ấy, thì ở trong trường hợp 3 cô sẽ phải xét là gì? X sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 2. Đó. Thì bây giờ cô sẽ có các trường hợp như sau. Trường hợp 1. Trường hợp 1 đây, đó là x nhỏ hơn âm 4. Trong cái trường hợp các em sẽ phải nhớ cho cô cái trong phần đóng khung này để tí nữa chúng ta sẽ so sánh nhá. Đây sẽ là điều kiện đấy. X nhỏ hơn âm 4 này. Thì các em sẽ xem x nhỏ hơn âm 4 của cô trong cái khoảng này. Đó. Thì x trừ 2 của cô và x cộng 4 của cô mang dấu gì? Thì các em thấy ở trong cái khoảng này x nhỏ hơn âm 4 thì x trừ 2 của cô âm, x cộng 4 của cô âm. Khi x trừ 2 của cô mà mang dấu âm
thì trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ phải bằng trừ của mở ngoặc x trừ 2, đúng không? Đó. Bây giờ ta thấy khi mà x nhỏ hơn âm 4 thì ta thấy là gì nhỉ? Thì ta thấy là x trừ 2. X trừ 2 của cô như thế nào nhỉ? Nhỏ hơn 0. Thì từ đây cô sẽ suy ra trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng như thế nào nhỉ? Bằng, cô sẽ viết xuống dưới này nhé. Thì ta sẽ suy ra là trị tuyệt đối của x trừ 2 bây giờ sẽ bằng trừ của x trừ 2, đúng không nào? Và sẽ bằng bao nhiêu? Trừ x cộng 2. Đó, được chưa? Rồi, tiếp theo, ở trong cái khoảng mà x nhỏ hơn trừ 4 thì ta thấy gì nhỉ? Đó là ta thấy là x cộng 4 của cô như thế nào? X cộng 4 cũng nhỏ hơn 0. Thì cô cũng sẽ suy ra trị tuyệt đối của x cộng 4 sẽ như thế nào? Bằng trừ của mở ngoặc x cộng 4. Và ở đây sẽ bằng trừ x trừ 4. Đó, đây. Rồi, và sau khi mà xác định được dấu, tức là phá được cái dấu cho trị tuyệt đối của x trừ 2 và trị tuyệt đối của x cộng 4 rồi, thì bây giờ cô sẽ làm sao? Cô sẽ thay vào cái phần này, thay vào cái 1 này đây nhá. Đây cô gọi là 1 này. Cô sẽ thay vào 1 thì cô sẽ được như sau. Vậy suy ra khi đó 1 trở thành 1 sẽ trở thành như sau này. Khi mà trị tuyệt đối của x trừ 2 bây giờ đã bằng là trừ x cộng 2 rồi thì cô sẽ viết được là thành trừ x cộng 2 này. Tiếp theo, cộng với trị tuyệt đối của x cộng 4, đúng không? Thì bây giờ sẽ bằng bao nhiêu? Trừ x trừ 4 sẽ bằng 8. Đó, bằng 8 như ở trong cái 1 này đây. Bằng 8 đó. Và bây giờ cô sẽ tìm ra x nhá. Trừ x mà trừ đi x thì thành trừ 2x này. 2 mà trừ đi 4, 2 mà trừ đi 4 thì bằng trừ 2, bằng 8. Từ đây cô sẽ suy ra được trừ 2x sẽ bằng 10. Trừ 2x và bằng 10 thì cô sẽ suy ra x sẽ bằng âm 5. Bây giờ chúng ta tìm ra được x bằng âm 5, nhiều bạn sẽ đi kết luận luôn là x bằng âm 5. Thì là bây giờ các em sẽ phải làm một cái nhiệm vụ không thể bỏ qua, đó là so sánh với điều kiện, xem là nó có thỏa mãn điều kiện đóng khung này hay không. Thế bây giờ x bằng âm 5 có nhỏ hơn x bằng âm 4 không nhỉ? Có, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Thỏa mãn. Chúng ta ghi ở đây sẽ là thỏa mãn này. Thỏa mãn cô viết tắt nhá. Rồi, sau khi mà giải xong trường hợp 1 rồi thì tương tự như thế chúng ta sẽ sang cái trường hợp 2. Trường hợp 2 đó là chúng ta sẽ xét cái khoảng đó là gì? Âm 4 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 2. Vì sao lại nhỏ hơn bằng x? Vì vừa rồi cô mới lấy là nhỏ hơn âm 4 thôi. Tức là cô chưa lấy tại bao nhiêu? Âm 4, đúng không? Trường hợp 2 này. Trường hợp 2 đó là gì nhỉ? X âm 4 nhỏ hơn hoặc bằng x này, nhỏ hơn 2. Đóng khung cho cô cái phần này để tí nữa chúng ta sẽ so sánh nhé. Rồi, ở trong cái khoảng này thì ta thấy, rồi bây giờ xem này, trong cái khoảng này thì chúng ta thấy là x trừ 2 của cô mang dấu âm, x cộng 4 của cô mang dấu dương. Vậy thì trị tuyệt đối của x trừ 2 bây giờ sẽ bằng trừ của mở ngoặc x trừ 2, còn trị tuyệt đối của x cộng 4 thì bằng chính x cộng 4, được chưa? Rồi, bây giờ ta có này, x trừ 2 ở trong, khi mà trong khoảng này thì x trừ 2 nhỏ hơn 0 vì nó mang dấu âm mà, thì từ đây cô sẽ suy ra trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng trừ của x trừ 2, tức là bằng trừ x cộng 2. Rồi, ở trong cái khoảng này thì x cộng 4 của cô như thế nào? Lớn hơn 0 thì cô sẽ suy ra trị tuyệt đối của x cộng 4 sẽ bằng chính x cộng 4. Đó, khi đó thì 1 sẽ trở thành như sau.
Bây giờ chúng ta sẽ không viết là gì nhỉ? Trị tuyệt đối của x trừ 2 nữa, mà chúng ta sẽ viết bởi là gì nhỉ? Trừ x cộng 2. Bây giờ sẽ không viết trị tuyệt đối của x cộng 4 nữa, mà sẽ viết là x cộng 4 này. Và vẫn là bằng 8 giống như vế phải của 1. Và từ đây các em sẽ thấy này, trừ x cộng x thì sẽ bằng 0x, đúng không? Tức là vế trái của cô là bằng 0x này. Vế phải của cô này, tiếp tục này, vế trái 2 cộng 4 là bằng mấy? Bằng 6, đúng không? 6 mà chuyển sang vế phải thành âm 6, 8 trừ đi 6 thì sẽ bằng 2. Đó. Ở đây thì các em thấy này, đó là gì? 0x bằng 2. Thì có giá trị nào của x để 0 nhân x bằng 2 không? Không, đúng không nào? Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì? X của cô ở đây sẽ thuộc tập hợp rộng, được chưa? Suy ra x thuộc rỗng. Đó, tức là trong trường hợp số 2 này, x của cô thuộc tập hợp rỗng nhá. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái trường hợp số 3. Và cái trường hợp cuối cùng đó là trường hợp số 3, đó là x của cô lớn hơn hoặc bằng 2. Đó, thì khi mà x lớn hơn bằng 2 thì x trừ 2 của cô sẽ dương, x cộng 4 của cô cũng dương, thì trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng chính x trừ 2, và trị tuyệt đối của x cộng 4 sẽ chính bằng x cộng 4, đúng không? Đó, đây là trường hợp 3, x lớn hơn bằng 2. Khi x lớn hơn bằng 2 thì đây cô sẽ đóng cái khung với bà nhé. Khi x mà lớn hơn hoặc bằng 2 thì các em sẽ thấy là gì? X trừ 2 của cô như thế nào nhỉ? Lớn hơn 0, đúng không? Khi x trừ 2 mà lớn hơn 0 thì cô sẽ suy ra trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng chính x trừ 2. Đó. Ở đây các em thấy là x cộng 4 của cô cũng lớn hơn 0, thì cô sẽ suy ra trị tuyệt đối của x cộng 4 cũng bằng chính x cộng 4. Rồi. Và từ đó thì 1 sẽ trở thành như sau. Khi đó 1 trở thành đó. Bây giờ chúng ta sẽ không ghi là trị tuyệt đối của x trừ 2 nữa, mà thay vào đó chúng ta sẽ ghi là gì nhỉ? X trừ 2, đúng không? Ở đây cộng với trị tuyệt đối của x cộng 4 thì chúng ta sẽ có là gì? X cộng 4 này. Và bằng 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải tìm x này. X cộng x là bằng 2x. Trừ 2 cộng 4 thì bằng cộng 2. Ở đây bằng 8 này. Bây giờ 2x sẽ bằng bao nhiêu? 8 trừ 2 thì bằng 6. Và suy ra x sẽ bằng 3. Bây giờ xem x bằng 3 có thỏa mãn cái điều kiện ở đây hay không? Thì bây giờ x bằng 3 nó có lớn hơn hoặc bằng 2, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ ghi là thỏa mãn. Thỏa mãn x lớn hơn bằng 2. Đó, thỏa mãn rồi. Thì chúng ta sẽ thấy này, trường hợp 3 này chúng ta sẽ nhận giá trị là x bằng 3, đúng không? Vậy thì qua cái bài, qua mấy ba cái trường hợp này, thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước cuối cùng, đó là bước số 3, là chúng ta sẽ đi kết luận, đúng không? Bước 3 này. Kết luận. Bây giờ chúng ta kết luận này, thì các em sẽ phải tổng hợp trong cả 3 trường hợp, là trường hợp 1, trường hợp 2 và trường hợp 3. Thì các em thấy trường hợp 1 của cô là gì như thế nào? Là x bằng âm 5 thì chúng ta nhận, đúng không? Trường hợp số 2 là x thuộc rỗng. Trường hợp số 3 là x bằng 3. Đó, vậy thì chúng ta sẽ kết luận được đó là gì? Vậy x bằng âm 5 chấm phẩy x bằng 3. Đó. Xong với bài tập số 15, cũng như là cô bài này cũng là bài cuối cùng ở trong cái chuyên đề này. Và các em sẽ về nhà và làm cho cô thêm các bài tập tương tự mà cô đã cho ở phần dưới video này đấy. Và cô cũng xin nhắc đó là gì? Nhắc lại một lần nữa, đó là các dạng bài số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7 là các dạng toán mà nâng cao hơn một chút thì dành cho các bạn học sinh khá giỏi nhé. Còn các bạn nào mà trung bình hoặc là trung bình khá thì các em sẽ tập trung
làm cho cô các bài tập ở trong dạng 1 và dạng 2 thì chúng ta cũng có thể đạt được 7 đến 8 điểm, được chưa? Đó, và bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những cái chuyên đề lần sau. Xin chào tất cả các em.